Về tác động tích cực, hiện giá lúa tươi đang tăng cao sau thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo. Theo các doanh nghiệp, điều này sẽ có lợi cho nông dân khi Việt Nam đang bắt đầu vụ thu hoạch hè thu từ nay đến hết tháng 9. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp thu mua xuất khẩu thì sẽ xuất hiện những rủi ro. Lúa tươi tại ruộng này hiện nay đã lên tới 6.600 và 6.700, thậm chí có 6.800 một kg lúa tươi. Thì nó quy ra như thế là so với 500 mấy chục đô la một tấn gạo xuất khẩu, thế thì nó bị lỗ rồi. Bởi vì cái giá xuất khẩu nó không tăng theo kịp cái giá lúa. Thế chính vì thế mà các doanh nghiệp hiện nay là đang hạn chế dừng lại để lo hoàn thành những cái hợp đồng đã ký, chứ chưa dám ký mới. Hiện nay, một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi hoặc Indonesia ký hợp đồng với giá thấp khoảng dưới 500 đô la Mỹ một tấn. Do vậy, với những doanh nghiệp chưa thu mua được hàng sẽ gặp những khó khăn nhất định. Cái hiệp hội ấy, và các doanh nghiệp thì cần phải có các cái thông tin kịp thời. Thứ hai là trước mắt hiện nay thì các doanh nghiệp nên tập trung vào mua hàng trước, rồi sau đó thì mới xem xét được xuất khẩu. Trung bình mỗi năm, Việt Nam cũng nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ để chế biến các sản phẩm từ gạo. Khi việc nhập khẩu gặp khó khăn để duy trì chế biến, các doanh nghiệp cũng sẽ phải mua gạo trong nước. Vì vậy, giá gạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi mà giá thị trường mà có lợi cho xuất khẩu, thì các doanh nghiệp thường là ồ ạt về xuất khẩu. Và như vậy thì có thể nó dẫn đến cái thiếu nguồn hàng ở trong nước. Mà hiện nay chúng ta biết Ấn Độ đã dừng, thì như vậy chúng ta sẽ hụt một lượng khá lớn cho vấn đề thị trường tiêu dùng chế biến ở trong nước. Các doanh nghiệp cần phải cố gắng làm sao đó để có cái lượng thu mua ổn định và hạn chế cái việc mà bán ra, thì mới đảm bảo cho thị trường trong nước ổn định. Tính đến nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ thu hoạch khoảng 80% so với cùng kỳ, tập trung tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận định, sản lượng lúa thu hoạch trong thời gian tới dự kiến sẽ còn dư địa gia tăng mạnh, khi vụ hè thu đạt điểm rộ nhất rơi vào tháng 8. Vì vậy, VFA cho rằng các doanh nghiệp nên mua vào để hỗ trợ người nông dân và hạn chế bán ra.